Đối mặt với sự phê phán về sự chậm trễ tới gần 2 tháng trong phân phối tiền từ thiện, tiền cứu trợ lên đến 130 tỷ đồng cho các nạn nhân của một vụ cháy chung cư mini, một đại diện của Mặt trận Tổ quốc Hà Nội nói với báo giới rằng phương án hỗ trợ dự kiến sẽ được công bố hôm 6 tháng 11. Như VOA đã đưa tin, một tòa chung cư mini bị cháy lúc gần nửa đêm hôm 12 tháng 9 ở phường Khương Đình thuộc quận Thanh Xuân của Hà Nội làm 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương trong tổng số hơn 150 người sinh sống ở đó. Ngay sau vụ cháy, những người và tổ chức có lòng hảo tâm đã đóng góp tiền từ thiện, tiền cứu trợ lên đến 130 tỷ đồng. Tính đến lúc Mặt trận Tổ quốc ngừng nhận vào ngày 16 tháng 10, theo các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam và Quân đội Nhân dân. Tuy nhiên, đã 1 tháng 3 tuần trôi qua kể từ vụ cháy, những người sống sót mới chỉ nhận được các khoản trợ giúp ít ỏi và tiếp tục ngóng chờ khoản cứu trợ chính, theo các phóng sự của Tiền Phong, VN Express và một số báo khác. Nói với báo chí hôm 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường lý giải về việc phải mất thời gian xem xét và chưa phân chia số tiền 130 tỷ đến với những người sống sót. Đó là mỗi nạn nhân có một hoàn cảnh khác nhau nên cần phải tính toán, rà soát, đánh giá sao cho công bằng, phù hợp nhất. Một nghị định của Chính phủ Việt Nam ban hành năm 2021 quy định chung rằng việc tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố có thời gian kéo dài không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu kêu gọi quyên góp và thời gian phân phối được thực hiện chậm nhất không quá 20 ngày kể từ thời điểm dừng tiếp nhận quyên góp.